Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 2 triệu đồng token Dogecoin Fluency. Thì một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành của nó là 1 triệu tỷ. Nó có 7.572 tài khoản holder và phát sinh 17.283 lượt giao dịch nhé. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.net, link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chuột Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Tiếp tiếp theo nhé, thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net, truy cập vào bước 2, cái link rút gọn đây để nhận token nhé. Sau khi đã vào được web thì đây giao diện của nó đây. Chương trình Airdrop nó sẽ kết thúc vào 59 ngày nữa. Các bạn Clam thì các bạn nhấp vào phần này nhé. Còn nếu mà các bạn mua thì các bạn nhấp vào phần này, nguyên tắc nhất là 0.01 BNB, bạn sẽ nhận được 250 triệu đồng Dogecoin Fluency. Rồi các bạn chấp vào đây, Clam đây có kết nối với ví thì các bạn chấp tiếp theo rồi kết nối với ví này, ví ra là 0.00468 BNB, nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý đây nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clam.net để cập nhật những dự án miễn phí thực phẩm token mới nhất nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có cái tài khoản giao dịch các sàn 3 lần trên Metro, MXC, OKX, Hobi và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Clam được nhận được khoảng 2.500.000 đồng token Dogecoin Fluency. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất khi được mình đăng tải lên nhé. Rồi. Video xin được kết thúc đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.